Rồi chào các bạn nha. Tiếp tục. Ý, nó nhặn qua kia luôn rồi. Nó ghê hả? Cam đang mua. Hết ra mùa. Mình dân. Nó trên lớn qua không? Đều nó. Cha. Tự chiếc rồi. Chà. Rồi dữ rồi. Quá gió là đồng đúng 10 đồng đồng trống ờ. Cái hậu mà nó cắt lên á là nó nặng khúc đó chứ nó lên nó bình lại thì nó đỡ. Cây bằng lăng này cũng đỡ che nắng được chút, quá nắng. Đây có cái chòi nữa, gác. Trời, ông ấy đi chi, ông đi xa dữ vậy. Ông sợ á. Sợ so ro dục tay á. Ừ, chạy thấy thương không? Chạy cho thấy thương không kìa. Thôi tầm đó thôi. Đảo luôn á, vô trên dữ á. Đây bệnh tao chờ lên luôn. Đi. Thôi ơi, thôi ơi. Nhào luôn kìa. À, chịu không nổi, vừa tôi chịu không nổi sao vừa mình chịu nổi. Chỗ quá lớn mà. Gai ơi, nó gai văng ơi. Quá
vô. Còn con. Con già đi lụm tỏi không? Mới rồi gần á. Con này thì rồi quá xa. Mong. Từ sau nãy điện nó đi đó mà sao nãy giờ không thấy nữa. Mấy cái bàn này ngồi uống cà phê chiều. Đây có cái hồ. Hồ nuôi cá gì đây. Tiếp à. Chiếu luôn. Đi ngắm diều đá luôn.
lên gác mát lắm. Chú, quá lên đi, ngồi mát dữ á. Gió thấu lồng lộng luôn á. Trời, lên dây một chiếc ngầu. Đã quá, đẩy xe lên đây luôn, dắt xe lên đây luôn. Trời, dây không nhìn nhiều luôn. Khí thế luôn á. Phim nhiều đá. Sao không phải vậy mấy? Coi thử coi. Đợi tôi sơn lên coi. Đó. Ở đây quay phim luôn, quá sướng. Hai con. Thả chứ. Rồi 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 xuống rồi xong con thả của con luôn. Đi thả xuống thả rồi rồi xong lên ngồi. Đi. Cái này quay đồng ruộng đồ đá luôn nè, cao nè. Rồi thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha. Bây giờ mình xuống mình phải vô